Nhìn cha này ăn cũng muốn ổi luôn vậy. Cao nhân người ta ăn vậy không á, không phải người thường. Em giới thiệu cho anh hai là không bao giờ lầm. Anh hai giờ vô gà ăn uống không được như tụi em đâu. Ăn uống bên hai á là phải có người trung thành thử trước. Trời ơi, chỉ có thằng em này nè mới trung thành với anh hai thôi. Từ trước đến giờ, kể từ đây, mọi sự ăn uống của anh hai hãy để em thử trước. Thà em chết vì anh hai chứ không để cho anh hai chết. Không có độc. Hai người nói ngay, nhưng bà tử em nè, không có đá hay sao? Ăn nhiều không no nổi. Tôi nữa đi. Anh hai, cái ngày mà lễ trao giải vua gà cho anh đó, em bận công chuyện xa không đi dự được. Em cảm thấy có lỗi với anh hai quá. Nay em mời ly rượu để kính anh hai, mong anh hai đừng có giận em nghe anh hai. Tôi cố chấp vậy sao? Em biết mà, anh hai lúc nào cũng thương em út hết mà. Anh hai, để em thử trước. Cái này tao mời anh hai chứ phải mời mày. Nhưng mà bây giờ anh hai là vua gà rồi, mọi sự ăn uống của anh hai do tôi thử trước. Không lẽ mày nói như vậy là tao thử, tao thuốc anh hai sao? Đời mà, không có biết trước chuyện gì sẽ xảy ra hết á. Không gì đâu. Không có. Không có. Đó, có gì đâu. Mày, mày, ê hai gà đứng lại. Tao cho mày biết nha, quân của tao nè trùng trùng đếp đếp. Tao sợ quá. Cho mày hay nha, quân của tao đếp đếp trùng trùng. Vô quân ra nào. Anh Hạnh đừng mời em. Dạ, em mời anh ạ. À, anh hai! Gì vậy? Để xuống. Mà anh hai uống. Có độc không? Chắc là không có độc. Nếu có độc mà chết da mày rồi. Uống cho nó cố sát vô à. Xin lỗi em nha. Dạ. Mời em. Dạ, em mời anh ạ. Thôi mình uống gì cho nó tình đi nha. Dạ. Đã, đã. Hạ thấp cái tay xuống nè. Thôi thôi. Để em. Lại hả? Mày làm cái gì vậy? Thử rồi có độc, chắc mà không có độc. Bánh vàng. Hai bên tôi đã dựng tiền hết rồi, tôi là lão đại ở đây, mà tôi là trọng tài ở đây, theo lực lệ trọng tài của trường già này chơi. Bây giờ tôi vẽ mất. Giữ ba cái, đếm 1, 2, 3, buông đuôi là ăn thua. Đã đó, đây vậy đó. Yeah.
sao bữa nay chỗ này ngứa dữ quá vậy ta? Hả? Cảnh sát! Hoài! Văn quái! Thôi! Nóng không? Nóng! Nóng không? Dạ nóng! Nóng sao không cởi ra? Dạ anh cho phép em mới dám cởi. Nóng không? Hỏi em à? Nóng! Nóng sao không cởi ra luôn? Quên! Khỏe quá! Nóng không? Nóng! Sao không cởi ra đi? Đúng rồi! Mấy anh giỡn mặt với tôi à? Lên! Giờ tôi hỏi mấy anh một lần cuối cùng, con dao này là của ai? Nó! Bạn á! Bên kia kìa! Không phải của đây đâu! Bên kia kìa! Bên kia! Thôi! Chơi bóng chuyền! Không có, để ngay trên giữa lại! Bây giờ tôi hỏi một lần cuối cùng, con dao này là của ai? Của tôi! Đúng rồi! Nó nhận rồi! Thấy chưa? Tàn trữ vũ khí trong người đúng là tội lớn lắm. Lớn nhiều. Vũ khí gì đâu? Con dao. Trời ơi, đồ chơi mà. Đồ chơi hả? Này bằng mũ. Dạ. Bằng mũ cũng có tội nữa. Cũng có tội nữa. Giả danh lừa gạt người ta. Hiểu không? Đồ chơi mà. Đồ chơi cũng có tội. Anh biết anh tội gì không? Hoài. Em biết tội của em. Tội gì? Dạ, mũi cắn. Mũi quá. Nó đây là nó làm việc. Mũi đâu mà mũi? Mũi cắn ông đó. Tôi đề nghị gì nha. Ông mình làm việc tối quá, bây giờ mình mở đèn lên đi chứ đừng có mũi. Đúng rồi. Mũi quá. Làm như vậy cho giống phim Hồng Kông. Nhưng mà Hồng Kông gì mà một mũi cắn quá đề nghị mở đèn sáng sáng chút nữa đi. Thôi, yeah. Hôm nay điều tra tới đây thôi. Dạ. Yeah. Hẹn hôm khác. Ôi gì kỳ vậy? Gì? Hôm nay mũi cắn quá. Ngồi đi. Tối quá. Đang làm việc. Trong quá trình điều tra thì chúng tôi chưa đủ bằng chứng để kết tội anh. Thì hôm nay anh đã được tha bổng. Về đoàn tụ gia đình. Anh vào trong thay đồ đi. Dạ. Cảm ơn. Phan. Chúng tôi báo cho anh biết là mấy con gà của anh á, chúng tôi đã thiêu hủy rồi. Hả? Tại sao thiêu hủy gà của tôi? Biết con gà, gà độ của tôi mà. Tại vì bên kiểm dịch báo cho tôi biết á, là gà của anh á, bị H5N1. Còn anh về, anh phải đi khám bệnh. Coi chừng anh bị cúm gà. Ông là ai nắm tay thân quê nè? Thần chết. Thấy mặt quen quá. Điện nhớ mặt này gặp ở đâu nè? Mi bị gì mà chết? Bình thường thôi. Cúm gà. Hả? Cúm gà. Giang ra. Trời ơi. Đừng lên, sợ lấy lắm. Bay đi. Đừng xuống dưới âm phủ. Sao vậy? Chẳng cái bệnh này lây dữ lắm, không ai dám nhận mày đâu. Đi. Sao tôi xuống dưới giờ tôi bay đi đâu? Trời ơi, tôi bay về đâu đây? Ở đâu?
đừng giết tôi, đừng giết tôi sợ lắm, đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng có giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Gà, 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 sợ gà quá. Gì vậy anh hai? Gì vậy? Cúp gà. Mày, tao sợ mày. Mày đừng hại tao, mày đừng hại tao. Tôi hại gì anh? Mày là tôi Mỹ nè. Mày ở tù mới ra phải không? Trời, nói chuyện gì xui xẻo ông nội. Ở tù gì? Tao thấy ở tù. Tù gì? Anh á, anh coi chừng đó. Chuyện gì? Ở trên phường á, nó nói là xuống đây là kiểm dịch nè, gà của anh là bị cúm gà đó. Kẹp ba cái gà của anh đi nha. Ba đây tôi báo cho anh hay đó. Tự nhiên qua gặp mặt tao hỏi rồi ở tù mới ra hả? Nói chuyện xui xẻo mà. Cúm gà. Tôi không có chơi gà nữa. Từ nay tới tôi không chơi gà nữa. Tôi sợ gà lắm rồi. Tôi không có đá gà nữa đâu. Gà, tôi sợ cúm gà. Chà, đi xin nhiều quá ha. Không có phản ứng gì hết. Ông mù. Trời ơi, đi xin mà để chứ ông mù nữa. Ai cũng phải kêu ông bằng ông hết hả? Sao ông để chú mù, anh mù hay là em mù mà đặt ông mù nữa? Thôi mà, thấy người ta mù loà không thương còn chọc người ta nữa. Mà có mù thiệt không? Sao không thiệt? Không mù, ông ra đây ông ngồi ông làm cái gì? Mà sao ông bị mù vậy? Hỏi ông á. Ông ơi, ông sao ông ra nông nổi này vậy? Tôi bị đau mắt. Đau mắt thì đâu có đến nỗi mù ta, chỉ cần mua thuốc nhỏ là hết chứ gì. Đúng rồi, nhưng mà tôi nhỏ tôi thuốc lầm. Hả? Là sao? Thuốc đau mắt tôi không nhỏ, tôi nhỏ. Nhỏ gì? Keo dán sắt. Nhỏ thuốc đó thì đuôi luôn là phải rồi. Đúng là ẩu tả mà. Thằng bạn ơi. Sao cái ông cục hên tay hả? Kỳ á. Tay kia đâu rồi? Nó du lịch rồi. Đừng có giỡn em. Đừng có giỡn sự đau khổ của người khác em. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Giỡn hay tôi hả? Bình tĩnh lại đi. Đừng cái gì đâu mà giỡn. Tôi chỉ muốn biết hoàn cảnh thế nào mà khiến ông đến nông nổi này thôi. Nói đi, rồi có gì tôi giúp đỡ cho. Tính tôi nóng lắm á. Thôi, nói tôi giúp đỡ cho nóng gì. Cái tay này còn tôi quánh ông rồi. Biết rồi mà. Tay này tay thuận. Tay này không có thuận. Hiểu. Biết sao tôi bị không? Sao vậy? Tai đua nạn. Xe phải không? Không có phải. Đâu có xe đâu đua. Vậy chứ tai nạn gì? Bóc nhầm cái ống chích. Ống chích đâu mà ông bóc? Dưới sông á. Xuống dưới mò. Mò tôm mò cá ăn á. Mò trúng cái ống chích nó đâm vô. Trời ơi, không có phải tầm thường đâu nha. Của cái, mấy cái đứa nó ken á. Trúng vô rồi là kể như là HIV đó nha. Bởi vậy sợ quá, phải hy sinh. Cắt liền cái tay này để bảo toàn tính mạng. Ống chích bây giờ tùm lum. Trên bờ cũng có. Dưới sông cũng có luôn nữa. Trời ơi, đúng là quá là người can đảm ghê ha. Chỉ một cái ống chích mà hy sinh cả cái tay á. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp không? Tội quá. Thương lắm hả? Cho tiền đi ha. Hãy thương rồi bố thí cho kẻ tật nguyền đi ha. Thôi được rồi. Đây coi coi nè. Không có tiền lẻ. Còn nhiêu đây là lấy lỡ nha. Cảm ơn ông anh nhiều quá. Trời ơi, ông anh quả là người tốt bụng mà nghe. Chú ơi, chú con tiền giới. Từ sáng giờ con đói bụng mà không có gì ăn. Chú cho con xin ít ngày chú. Ủa, mới bị lớn về cũng đi xin nữa hả? Sao không chịu ở nhà đi học? Ba má mẹ đâu? Má con chết rồi. Còn ba con thì leo vợ quá. Bỏ con bơ dâm mà chú thương con. Cho tiền con đi chú. Được, để chú cho. Tội quá. Mới bà lớn vậy à, chịu khổ rồi. Ủa, sao nãy giờ ngồi im re vậy? Thôi tiền đi chứ. Hồi nãy tôi đưa 10 ngàn mà. Ủa, phải thấu lại hả? Hả?
chứ không phải cho hết hả? Trời, tôi đâu phải triệu phú đâu nội. Hả? Thôi là 9.500 đi cha. Trời ơi, cho có 500 hả? Chứ đòi nhiều. Xin người ta muốn cho nhiều người ta cho chứ. Tôi còn phải cho người khác nữa chứ, có phải mình ông đâu. Thôi lại đây, 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 đây. Trời ơi, ăn mặc lịch sự mà kẹo quá. Nè nè, chú cho cháu 1.000 nè. Hơn ông kia 500 á. Cảm ơn chú. Ông mù, cho ông 1.000 nè. Cảm ơn nha. Cảm ơn, dạ cảm ơn. Cho ông tới 5.000 luôn kìa ông mù. Trời, phải không? Ừ. Coi kỹ có phải 5.000 không? 5.000. Trời ơi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm ông ơi. Chết cha, người đâu mà sọp dữ người ta. Chứ ai như ông mà kiết quá. Nói vậy ở đây kiếm ăn được quá hả? Đủ sống qua ngày. À? Cho mình ngồi chơi chút được không? Ta tùy, muốn ngồi đâu đó ngồi. Rồi, dạ, cảm ơn. Trời ơi trời. Trời ơi. Ông mù ơi, ông mà có con mắt ông cũng đuôi nữa. Trời ơi, không tưởng tượng được. Sao vậy ông? Ráng nhương đi mới thấy. Tả không nổi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Chà, lần đầu khai trương kiếm được cũng bộn ha. Mấy ông cũng khá chứ hả? Tôi cho biết trước nha. Ngày mai anh đi chỗ khác anh ngồi nha. Mấy giờ rồi anh Tư? Tôi không có đồng hồ. Ai hỏi anh? Tôi hỏi ông mù chứ ai thèm hỏi anh chi. Hỏi ông mù à. Trời đất, mù mà cũng đeo đồng hồ nữa ta. Thấy đường đâu mà xem. Sao biết tôi à, không thấy. 5 giờ rồi bãi ơi. Hả? Vậy hả? Thôi giờ anh em mình kiếm gì lai rai ha anh Tư. Thoải mái vô cùng. Đây anh Tư. Đây. Trời ơi thằng quỷ. Giờ này sao còn ngồi ở đây? Được bao nhiêu rồi? Má em đi. Trời ơi, má nó còn sống. Vậy mà nãy nói má nó chết rồi. Quỷ, tao đi biểu mày. Lần sau mà kiếm được tiền á, đến sòng bài đưa cho tao liền. Để tao đi tìm nó mất hứng đánh bài á, là tao giết mày chết nha. Đi về. Trời, thì ra toàn chứng biệt. Mới liêm diêm ngủ tự nhiên vô à. Ông ăn gì? Đây có phở không? Ăn không ăn đi ra đi. Trời ơi, bồi bếp mà nói chuyện với khách sạn. Nó cái giọng đó. Gì? Trời ơi, nó cái giọng mà là vô phép không thể tưởng tượng. Gì vô phép? Đây còn hơn là xã hội đen không bằng. Ủa cha này chắc đưa vợ cha điếc hay sao mà tôi nói vậy mà cho nó mặt tôi đen là sao? Vì sao đen? Tôi cho ông biết nha, đừng có nói tầm bậy nha. Đây tôi buôn bán à. Thì ông ăn gì không? Gì? Cái thằng cha này. Cái gì? Sao? Trời ơi, tôi nhìn chả là chả cho hơn tuổi tôi nhiều, chả già khú à. Ta kêu bác nữa có gì đâu. Mà chả còn dám kêu mình bằng bác. Đã vậy rồi còn nói mình điếc nữa. Thôi như vậy là lộn tiệm rồi. Cái gì đó? Thôi. Ủa,
đấy? Ông không ra. Quán tôi bán buổi sáng là chưa có người nào vô mở hàng, ông không đi đâu đâu. Phải ăn. Phải ăn mới đi ra. Không ăn. Điều đó làm gì? Ăn cút được không? Anh. Đại ca, trời ơi, đúng là ác nhân chưa lộ tướng. Trời ơi, đại ca cướp rồi. Hồi vô nãy vô tôi nghi ăn cướp rồi. Vậy đại ca tha cho em, đại ca. Tha cho em là nghệ sĩ nghèo mà già nữa. Nghệ sĩ? Dạ. Nhìn mặt nghệ sĩ nè. Hai. Nghệ sĩ? Trời ơi, đừng coi quen với tôi. Nghệ sĩ gì? Bạn thì quen lắm, nhưng mà không biết đúng không? Nói Văn Trung mắc sệ. Văn Trung mắc sệ nhớ không? Văn Trung? Ừ, đúng mà. Đúng Văn Trung, đúng hiệu của Dê Sồn. Đúng hiệu của Dê Sồn. À, đúng rồi, tao đứng dậy. Trời ơi, đại ca. Đang hay rồi. Ôi, đại ca gì? Trời đất ơi, cái nụ cười này nè, là thành tích dễ dàng, không ai bắt chước được, là đúng là Văn Trung rồi. Xin lỗi, đại ca. Đại ca cái gì, không có đại ca gì hết trơn rồi. Bây giờ là nãy giờ có nhìn biết ai không? Để tôi nhìn coi. Không biết. Ai hết? Phi Thoàn. Phi Thoàn. Trời! Phi Thoàn! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Giang ra mày! Tao đừng mừng mà tao nghĩ đừng nghĩ kỹ mà không có nhảy rô mà. Hải Phi Thoàn không? Đúng rồi, từ bên Việt Nam mới qua. Đúng rồi. Trời ơi! Đúng rồi. Cái mặt này có cái đám khăn rụng ở đây. Bên đây rụng không? Trời ơi! Phi Thoàn ơi! Trời ơi, ông mừng mà 10 lần như vậy chắc tôi chết quá. Trời ơi, tao mừng quá đi, xin lỗi mày nha. Cũng may là chưa có gãy giò đó. Tao đè mà tao thấy cái gì đó. Ngồi. Hay à. Ngồi đây. Anh em, ngồi qua đây. Được, anh em mình sẽ hàn huyên tâm sự với nhau. Trời ơi, tao nhớ mày quá Hoàng. Trời ơi, sao mày qua đây hồi nào vậy? Mới qua. Còn nóng hổi, vừa thấu vừa ăn. Trời ơi, thiệt còn nóng thiệt. Mày sao biết tao đây mày tìm? Làm sao mà biết anh ở đây, tình cờ thôi. Vậy hả? Chẳng gì nè, để tôi nói anh nghe, tôi mới qua có tuần lễ à. Vậy à? À, mới qua anh đâu có biết đường đi nước bước làm sao. Vậy? À, con cái tụi nó đi làm hết trơn rồi. Bây giờ bữa nay vậy đó. Đó, rồi nó bỏ tôi ở nhà mình. Tôi hết coi tivi tới xem video à, hết video tới tivi à, mà nó cứ làm vậy hoài riêng tuần lễ là tôi ngán ngược ra rồi. Ai cũng ngán rồi, tôi mới qua cũng vậy rồi sao à. Rồi cái nó thấy tôi buồn quá à, còn con nó nói thôi để con đi làm à, con chở ba đi ra ngoài chợ à, ngoài phố, ngoài Phước Lộc Thọ đó. Đó chỗ đó là bà con Việt Kiều của mình nhiều lắm à, rồi ba con tìm coi có người bạn thân nào, rồi ba tâm sự Hà Nguyên với bạn của ba à, rồi chiều con đi làm về con ghé chợ Phước Long Thọ con rước ba à, đấy rồi sao rồi sao cái rồi tôi mới đi sắp mơ giờ tôi đi hoài mà không thấy ai, không gặp ai hết. Vậy không thấy quen hay không? Đó, không gặp người quen à, rồi phần đó bụng à, coi giờ còn số quá ừ. Mà sao tôi thấy cái tiệm nào cũng đóng cửa hết bộ ế sao phải bữa nay nó vậy đó. Ủa vậy hả? À, ừ. Trời đất ơi, mở cửa gì đâu, 11-12 giờ ngộ vậy đó. Ở Việt Nam mình sáng sớm là mở rồi, thì cái đó Việt Nam ờ nó ngộ Mỹ à. Cái rồi sao tình cờ rồi tôi thấy cái quán này mở cửa trước tiên à, à tôi mừng quá, buồn ngủ gặp chiêu manh à, nên tôi mới vô đây nè à, vậy hả? Vô cái tiệm phở là cố tình là đi vô đây để ăn phở vậy à. Quá không ngờ là gặp anh. Trời tôi mừng anh quá trời, tôi mừng quá trời. Rồi mày qua đây mày tìm tao nè. À. Bây giờ có đau bụng không? Không có đói đâu ha. Sao không đói? Mày biết mà vô mà đang ngồi trong cái quán này của ai không? Wow. Cái quán sang trọng vậy mày biết đang ngồi trong quán này là của ai không? Khoan nữa tôi nhìn lại cái nữa. Mày thấy không? Quá lớn.
Mày nhìn đi, đó, mày coi. Ê, cái gì đây? Cái quán này thì sang trọng đó, mà của ai? Tao xin báo tin cho mày một tin. Cái quán này đó, cái người chủ trong quán này, ta. Trời ơi. Anh ơi. Chúc mừng anh. Anh thua gì mày ngồi tao kể hết rồi nghe. Đẹp quá anh ơi. Mày anh đang thấy gì là đẹp quá. Chưa tao tính làm lợi cái này mới có 500-600 ngàn thì tao làm sao đó. Ở Việt Nam qua mà anh có một cơn ngon gì là hay lắm á. Tao hỏi mày nghe. Hôm nay mày qua đây mày có đi về trên chập chập ngoài mày mày gặp mấy công viên không? Có. Viên lớn đó. Có gặp. Cái công viên lớn nhất ở vùng này đó là Mai Xì Que Phạn. Rồi xong rồi. Xong sao? Tao mua hết rồi. Trời ơi. Của tao hết á. Anh mua mấy công viên mua hết. Mày không tin bữa nào mà đến mình đi chơi mà trễ giờ mày không muốn về nhà cái việc mày vô ngủ đi. Ai hỏi mày nói quen dân chung mày cũng tới sáng vô ngủ cũng được đó. Không ai hỏi gì hết trơn á. Mà ai mà ngủ ra kỳ quặc vậy. Nhưng mà cái chuyện đó là thường thôi, mấy công viên là thường, còn cái chuyện này lớn nữa nè. Sao? Mày qua đây mà có khi nào người ta rủ mày đi chơi New York không? Mày thấy cái tượng mà bà nữ thần tự do đó, cầm cái đuốc đưa lên nhà này, cái đầu của chia đó. Có không? Không, tôi không thấy. Nhưng mà tôi nghe hả? Tôi nghe ta đồn nói là nữ thần tự do đó. Lớn lắm, đẹp lắm, kỳ quan thế giới mà. Mà tao mua rồi đó. 2.3 tỷ. Trời ơi. Tao mua xong rồi. Trời. Tao nói mày nghe, tao định thay cái tượng khác. Thay tượng gì? Cái mày thấy cái tượng nó cầm cái đuốc hay không? Đúng. Tao lấy cái đuốc xuống. Tao khắp cây bông sen lên. Tượng nữ thần tự do tao đổi là Phật Bà Quan Âm. Hay quá anh ơi. Kỳ này tụi Mỹ nó sẽ nể tao luôn. Chưa? Ê, khoan. Gì? Để tôi nói cho anh nghe. Tôi nói tới mày phải không? Tôi khen. Mày muốn nói mày nói đi. Tao nhường mày nói đó. Đừng cười. Tôi khen anh một tiếng. Khen sao? Là gì á? Anh á là một quái vật vĩ đại. Mày gì chứ? Quên xin lỗi. Nhân vật vĩ đại. Cũng được, quái vật cũng được. Mày chào thôi à. Không. Một nhân vật vĩ đại. Rồi sao? Anh có một cái tâm đạo. Anh có một cái công là pháp như Phật pháp. À cái vụ cấm mình luôn. Như vậy là mọi người phải hoan hô anh, phải ủng hộ anh, ủng hộ dân chúng. Mấy cái nãy giờ tao nói với mày đó, cái chuyện đó là thường, tao muốn relax chơi, tao muốn xe xua được chơi vậy thôi. Áp phe này mới lớn, ngồi xuống. Ngủ gì? Đồ lát còn rót nước mày uống. Trời ơi, hôm qua nè, cái áp phe này mới giữ nha. Tổng thống Mỹ gọi phone thăm tao. Trời mày mày ngạc nhiên à. Trời, tổng thống Mỹ gọi điện thoại cho anh. Trời ơi, cái chuyện khó tình nhưng khó thật hả? Tao với tổng thống gọi phone qua lại nói chuyện hoài. Mày biết mà hôm nay nhân qua này có chuyện quan trọng nè. Sao? Ông mượn tao. Thầy nhớ coi. Ông mượn tao 40 tỷ. Trời ơi, có nói nghe, có mới nói à. Tao biết tao nói ra, người ta nói tao xạo. Mượn 40 tỷ mày biết làm gì không? Làm gì? Đánh đi ra. Chị mày cười. Có lý. Không, cái này có lý. Anh nói có lý là tôi chịu. Còn chưa nữa nghe mày. Trời đất ơi, nhưng mà tôi hỏi anh nè. Sao? Trời, một vị tổng thống nước Mỹ mà phải đi mượn tiền anh à? Cái đó người ngoài họ không biết, như tao bạn tao rành lắm quá. Mày biết ông thua sắp tiền. Ông thua bao trời mới chứ, mình tốt mới mượn tiền, mình mượn tiền tao nè. Trời còn nữa nghe mày, ông định đem cái warehouse bán cho tao nữa. À chà. Cái nhà trắng đó, thường thường tao nói là ngủ giác đài đó. Định bán cho tao nữa. Định bán? Mà tao mua. À dạ. Trời tỷ ba. Có tỷ ba. Mày biết tao mua tao làm gì không? Làm gì? Tao sửa lại thành cái rạp hát cải lương. Trời ơi, mày biết ở bên đây trường phong trào cải lương lên lắm mày ơi. Mày biết không, già trẻ bé lớn thanh niên. Trời ơi, trẻ trẻ giờ không coi cải lương nữa. Mày biết cả cải lương được gần 2 triệu người Việt Nam. Mà nổi cái quận cam gần 1 triệu rồi. Tao cất cái rạp cải lương lên tao để hy diện dân chung. Trời ơi, mày đi xin lỗi với mày đó nghe. Bên tân nhạc mà bây giờ cũng mê cái lương cái đường nâng ca mấy bản tài nhạc áo cái phát cài cái lương. Rồi làm như cái phong trào vậy đó. Trời đất ơi. Một năm tao nhất định tao nói với mày, một năm tao lấy vốn nè. Hay quá anh. Một vốn 10 lời mà. Anh có một cái sáng kiến hay. Tôi phục anh. Bây giờ ở đây không có rạp cái lương. Đâu có. Mà bây giờ anh lấy cái nhà trắng đó. Làm. Anh sửa lại là cái rạp hát cái lương. Rạp hát cái lương. Trời ơi. Trời đất ơi. Bạn bè cổ nhạc lợi nó dữ lắm.
nó ủng hộ anh, có chủ làm ủng hộ anh. Ừ, anh nhờ vậy mà đó là nghệ sĩ cải lương được sống đó, được sống à. Có nơi ăn chỗ mở. Còn cái này nữa nghe, cái gì, cái kho đạn nguyên tử ở dưới gì biết được, cái gì biết đó đó bán cho tao nữa mày. Anh mua rồi. Anh mua rồi mà đừng, nó quá rẻ mà tao tao thấy mua cái đó về để cưa lấy thuốc nổ để đốt chơi chứ không phải. Trời gì vậy, đừng chơi ngu dại. Cái gì ngu, anh thấy báo ra cái vụ đó không? Thì sao đạn mà cứ cưa ra lấy thuốc nổ đó nó nổ chết, biết cách cưa không, nào giờ nổ ra cái telephone rồi tao đốt, là tao làm pháo bông đốt nè. Ôi mày cầm ngắm, tao cho mày về ba trái. Thôi gì đây? Gì mày xem bà buông nãy đó tao nói giống. Anh nói thì tôi tin rồi. À. Nhưng mà nãy giờ tôi thú thật với anh, nói thật. À. Anh đừng buồn. Buồn gì? Tôi đói bụng quá. À. Sáng tới giờ kiếm phở ăn. Chưa ăn gì phải không? Chưa ăn gì hết. À. Tự nhiên lại đây anh cho tôi ăn bom. Thôi chào anh. Không có gì đâu mày muốn gì. Ghê quá anh. Đơn đơn à, xa anh càng hay. Gần anh tôi chết. À, tao nói thôi rồi, cái chuyện đó mày hậu tin đúng tin, tùy mày ngồi xuống mày muốn ăn gì. Để tao kêu bồi nó đem đồ ăn lên cho mày. Trời, sao mày không nói sớm? Trời đất ơi, đã tôi nói với anh là mới vô đây tôi nói tôi đói bụng. Mày thích ăn phở phải không? Mày không nói tao làm cho mày ăn chứ có gì đâu. Làm nãy giờ đã nói nhiều lần rồi. Có cái vụ đạn đó mày muốn nó nhận thôi. Thôi. Đừng có nhắc tới đạn dược nữa. Giờ phải không? Muốn ăn phở phải không? À. Bên đây có tô xe lửa là lớn nhất á. Rồi còn tô bự nữa là tô hàng không có hạm. Tao kêu tô lớn cho mày ăn. Thôi, tôi ăn hết lắm. Vậy hả? À, nhưng mà anh cho tôi có tô nhỏ xíu thôi. Rồi, cho bỏ uống, cho tô bự về tôi thấy người nào ăn lấy cũng ăn. Bên này nó quen rồi đó. Bồi ơi! Bồi! Có con bồi nào đó không? Không có. Trời ơi! Ủa đi đâu kìa? Quan lớn như vậy mà kêu bồi không có một tiếng trả lời. Chưa thấy nào. Sao? Cái quán của tao như vậy, tao kinh doanh như vậy mà không có bồ nào. Tao mướn 100 thằng cho mày đi. Đặng anh ăn hay sao? Ăn gì? Tao mướn 100 thằng bồ lo cái tiệm này. Mướn ai? Tao mướn ngoại quốc chứ, tao mướn Việt Nam. Tao mướn Mỹ, Tây Cơ. À, Mexico á. Chứ sao? Bây giờ vậy nha. Mày ngồi đó đi. Tao vô, tao biểu nó làm một tô đặc biệt cho mày. Thấy không? Mày ăn rồi mày biết cái phở đây hết nói, chưa có tiệm nào hơn cái tiệm này. À, à tao vô kêu nó bưng ra ngay ngồi đó nghe. Không, tôi thấy mới tin. Thấy mới tin phải không? Đúng. Nhưng mà tao nói câu này thêm nè, sợ nói mày không nhớ. Cái quán phở là của tao nha. Ừ. Chủ nhân nha. À. Mà tao là bạn của mày. Thấy không? Mày coi cái quán này như quán của mày. Mày tự do, tao vô tao tuân phở ra mày ăn. Hay quá. À. Cảm ơn anh. Ê, rồi, cảm ơn. Ngồi xuống. Rồi. Có phở là cảm ơn ha. Được rồi. Bồi ơi, bồi! Thằng cha này cái gian xảo thiệt. Ác độc như cha này. Vậy mà tại sao cha là tỷ phú à? Đúng là ông trời không có con mắt. Làm ăn cha này không có lương thiện. Mình không biết cha nói mà mình có tin nổi không? Quán dày, đẹp đẽ sang trọng thiệt. Nhưng mà nó làm gì mướn tới 100 mét. Cái này nó vô lý lắm. Nhưng mà thôi thì giả dám khoe với mình thì như vậy là mình cũng chịu. Không biết phở con nội này nấu có ngon không nữa. Phở quảng cáo quá trời. Ôi trời ơi, gì dữ vậy? Hiểu. Con nhỏ nhỏ con này xíu bước gì mà. Cái tô này lớn quá, ăn đâu quá hả? Trời ơi, tôi đã nói là tôi không có ăn nhiều. Đưa chi cái tô lớn quá ăn không hết bỏ uổng. Ba người mẹ. Tôi nói tiếng mẹ nè. Bruno à, tôi đã mới đổ ra đi nè. Tôi nói là tô lớn quá ăn hết. Ủa sao kỳ vậy? Chú em tên gì? À, chết rồi, trời ơi, nó người mẹ làm gì, nó biết nói tiếng Việt. Bộ câm hả sao hả? Câm hả? Hả? Có câm không? Trời đất. À, câm. Trời đất ơi. Thằng cha chủ này thiệt là thằng cha gian ác.
người câm mà cũng là đem người ta làm bồi, rồi rủi ro kêu tôi mở bằng số 10 đưa lại số 2, số 3 chết rồi. Câm tất nhiên là phải điếc, câm điếc một lượt với nhau nó không có nói được, cậu dễ hết sức không? Đợi câm. Ê thôi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi tô phở con là đưa ra thành cái lẩu phở. Trời ơi, con chết. Tôi khổ tâm với thằng này quá rồi. Đó. Bướng chi người bệnh hoạn tật quyền vậy, làm tầm bậy tầm bạ. Khách hàng ăn làm sao ăn nổi? Coi gì rau rồi để. Tôi ghê quá, ai dám ăn? Đói bụng thiệt mà không dám nuốt cái tô phở này. Cũng chẳng đem nước nấu gì cho uống nữa, khổ ghê. Ông Bảy ơi! Trời. Trời ơi, ít ô. Rủi cô, con lành. Một tô phở phải có cái này. Trời ơi, đúng quá, buồn ngủ gặp với anh, hay lắm. Ủa, liên tắc gì đâu, không có gì. Không được. Anh Bảy ơi, ra đây cho tôi mượn mấy cái ly coi. Thằng Chả nói rằng Chả biểu mình là cứ tự nhiên. Cái tiệm này của thằng Chả thì mình vẫn tự nhiên coi như tiệm này của mình. Mà bây giờ cái chai này đó là cũng mắc tiền lắm, XO mà. Mà chẳng lẽ giả là tỷ phú, triệu phú thì cái chai rượu này nhầm nho gì? Uống. Thôi rồi, số 1. Số 1. Ngon. Kệ. Lẩu phở cũng ăn. Đói quá rồi. Oh, trời ơi, cô gần được. Khoái. Hạp khẩu vị. Gân mềm, ngon lắm. Oh, good. Trời ơi. Ê mày, đừng ăn nữa, ăn nữa. Tao chưa từng thấy thằng bạn nào mà như mày vậy đó. Tôi nói anh không có nói gì đâu, tôi hỏi mày. Trời đánh còn tránh bữa ăn tôi nó mới để vô là anh làm tôi rồi. Bây giờ này không phải trời, tao đánh bữa ăn mày đó. Tao nói mày nghe tại sao mày nói tao làm cái gì mà thất nhân ác đức. Mày nói mồi vô nói tao là tao đối mày thất nhân ác đức là sao? Ủa? Tôi nói vậy mà sao là con người học? Thằng bội học với tao. Gì mày nói? Trời, thằng bội học với anh. Thằng mồi nó câm. Mà nó là người Mỹ, cái người Mỹ Tây Cơ. Làm sao nó biết cái vấn đề mà vậy mà cái nó, câu tôi nói mà vậy mà nó gặp nó gặp mày nó câm vô tao nó hết câm nó nói tao nghe hết. Đặc biệt vậy đó hả? Trời, tại sao mày dám nói tao câu đó? Tôi nói cho anh nghe cái gì nè. Cái gì như vậy là ở trong cái quán này có hai người gian xảo. Sao anh là một người gian xảo, kế tiếp đó là thằng bồi mễ đi cơ gian xảo. Sao mày dám nói tao gian xảo hết tình anh em? Cái gì cười? Tôi giỡn cơ vậy thôi. Thôi bây giờ nè, tôi đãi anh uống với tôi một chung rượu chơi. Vậy hả? Cái lời nói qua nói lợi vui chơi mà. Bây giờ anh vô anh lấy hai cái chung cho tôi đi. Ủa trời ơi, ngon hả? Mày đừng có nói gì nữa nha. Không có nói. Tôi vô tôi lấy. Trời ơi. Thằng này cầm mà nó biết nói. Nè lấy chung nhỏ nhỏ nè được rồi. Trời nó có chứ mày. Cái này là đại chứ nhỏ nhỏ. Tao uống về không đó. Đưa đưa con rượu gì đi. Ha. Coi là biết. Ít cô đàng hoàng. Ôi, mới qua Mỹ mà làm thế. Chắc Việt Nam mày uống dữ lắm hả? Trời đất ơi. Sao mày biết cái tô ngon hả? Tao phái con này đó. Mặt tên nè. Johnny Winker nè. Robbie Martin nè. XO cái này là
thấy không? Courvoisier. Tiếng Pháp là Courvoisier. Mày rót cái tao, tao rót. Tôi rót cho. Rót mày đại tao. Tôi rót cho anh. Của tôi phải đại chứ. Đại, tao đã quá rồi. Trời ơi. Này. Đây. Anh chứ. Mày. Tao không ngờ mày tốt vậy đó. Mày đại tao. Con tay chai rượu này mày lấy đâu vậy? Tôi đâu có mua à? Anh cắt. Trộn. Trộn kia kìa. Trời ơi. Trời ơi. Tôi chết tao rồi. Chết mẹ tao rồi. Trời ơi, cái chai rượu này là cái chai rượu của bà chủ bà mua để dành cúng. Trời ơi, mày đem về đây cho chết đáng rồi. Trời ơi, cúng gì? Là cúng thần tài. Trời đất ơi, mày chết. Tôi nói cho anh nghe. Cái gì? Anh là tỷ phú, triệu phú à. Thì một chai rượu này mà nhầm nhò cái gì? Thì đây. Đồng ý. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tao nói không có được, bà chủ về là chết đâu. Ôi, hai người làm gì á? Trời chết tao rồi, trời. Dạ anh Bảy. Về bà này là ai mà bà vô bà là làm trời quá vậy? Thì bà chủ hả? Bà này bà chủ hả? Bà chủ à, xin lỗi chào bà mày. Dạ kính chào chị, lần đầu tiên hân hạnh được biết chị. Anh là ai á? Dạ tôi là bạn của chồng chị. Chồng tôi? Dạ. Trời, tôi có chồng hồi nào mà tôi không biết mà thằng cha này biết ha. Ê, chồng tôi là ai? Chồng chị thì chồng chị là ông chủ. Hả? Trời đất ơi. Anh làm gì vậy? Anh Bảy. Trời, cái này làm nghĩa là sao? Cái đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Kể tôi nghe coi. Dạ bà chủ đừng có nóng. Dạ dạ thằng này nó là bà. Nó không phải là bạn tôi vô là nó mát gì, nó bậy đó. Ê anh đừng có nói gì tự ái nha. Sao tự ái? Anh Bảy. Chuyện dạ. Này là sao? Dạ, anh gan quá ha. Dạ có bà chủ để tôi phân bài bà chủ nghe. Thằng ơi chết tao rồi thằng ơi. Cái tao nói thiệt bà này đâu phải tao đâu mới. Bà là bà chủ đó, đâu phải vợ tao. Trả lời tôi chưa? Dạ trời ơi. Là bà lặp lại tôi quên rồi. Sao? Dạ. Cái chuyện này là như thế nào? Dạ. Hả? Dạ được trời ơi. Gan quá mà. Dạ. Trời ơi tôi đi dám ở nhà anh dám làm đủ trò hết. Dạ. Rồi còn dám xưng là chủ quán nữa. Dạ. Rồi còn dám nói là chồng tôi nữa. Trời ơi chồng tôi đâu có xấu mà già như vậy. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không phải nói là tôi chê tao già không? Trời ơi. Tao lớn tuổi nha. Trời ơi. Chai rượu ấy xô của tôi. Trời ơi trời. Là nghĩa làm sao đây? Dạ dạ. Trời ơi. Giải thích tôi nghe. Dạ. Là sao? Dạ tôi không có cái là rượu tôi lấy tôi đại nó đó. Dạ tôi thấy tội nghiệp bạn bè nó quá. Hay quá ha. Dạ. Dám lấy đại khách ha. Dạ thương đó mà. Anh Bảy. Dạ. Đứng ra đây tôi biểu coi. Dạ bà chủ muốn biểu chi? Anh làm gì vậy? Dạ quỳ. Sợ quá rồi. Tôi đứng. Bây giờ tôi tuyên bố cho anh biết một tin này là tin mừng nha. Bonus. Nè nghe nè. Dạ dạ. Kể từ giờ phút này. Dạ. Anh được tự do. Ô trời ơi. Khỏe vậy là anh khỏe. Để tao nói chuyện bà chú. Tại sao? Thì có nghĩa là như vậy là sao bà chú? Có nghĩa là đó. Dạ. Anh tự do về nhà ngủ. Khỏi cần làm gì ở tiệm tôi nữa. Trời ơi đã. Lai ốp anh. Dạ thưa bà chủ, bà nỡ nào tôi có làm gì mà lay off tôi. Bà chủ ơi. Hỏi có năng nỉ. Dạ tội nghiệp tôi. Chủ bà... này không có quen năng nỉ. Dạ còn sắp đồ đi đi. Dạ còn lương tuần này. À lương tuần này hả? Dạ. Trừ tiền chai rượu. Đã không có tiền phát rồi còn trừ tiền chai rượu nữa. Vậy rồi à, cái tượng nữ thần tự do với mấy cái công viên với kho. Rồi. Tôn tử. Rồi thôi mẹ ơi công... công viên tan nát. Rạp hát cả lương cũng sập sập hết rồi. Đại nữ thần tự do công viên ngã nghiêng rồi thôi. Sao mẹ vậy? Ơi. Đạn nó văng miệng nó tứ tùng luôn. Nó dính tùng lên bên trời trời rồi. Nói gì nói láo hả? Không phải nói láo nãy giờ tao. Tôi đã biết rồi mày nói đi. Trời tôi từ giả mày nghe. Đi đâu? Tao đi. Đi đâu? Tao đi qua Trung Quốc. Chi vậy? Tao vô thiếu lâm tự tao tu. Tao tham dưỡng tánh. Phi Toàn, tôi tao từ giả mày Phi Toàn. Tao đi à. Giang Trung Phi
thoảng. Ôi ôi. Thoảng. Tôi vừa nghe ai nhắc tới tên Phi Thoảng. Gì này? Gì mà chỗ mà đứng chết trăm kia, tao kêu mày sao mà đứng chết trăm vậy? Thôi. Ai vừa kêu tên Phi Thoảng? Dạ. Ai vừa kêu tên Phi Thoảng? Trời sao trời? Dạ tôi kêu. Mà Phi Thoảng là ai? Dạ, Phi Thoảng em. Mày nói đó mày. Dạ là tôi. Là anh là Phi Thoảng. Dạ. Sao? Phi Thoảng là anh. Dạ. Nói xạo. Xạo chết rồi. Sao vậy? Mày giống như Phi Thoảng mình là anh. Giống như chan, bạn bè giống như chan nhau. Chả cũng nói chả là Văn Chung. Văn Chung ta đâu có vậy. Trời ơi, ông ơi, ông nộ già. Cái gì? Còn lại ông. Mày gì lại tao? Ông thấy cái hậu quả tai hại nói láo chưa? Ông nói láo quá. Rồi có ai có biết ông là Văn Trung? Đến nỗi tôi bây giờ tôi là bạn thân của anh. Bây giờ tôi đi đâu? Nói Phi Thoảng con ai tin? Chết rồi. Mày nghe tao. Bây giờ mày show hàng đi. Show hàng đi cho tao biết mày. Trời, show hàng là mày biểu diễn cho mày biết là Phi Thoảng đó. Đúng. Anh Bảy nói đúng. Anh Bảy nói là đây là Phi Thoảng. Nếu anh là Phi Thoảng thì anh có cái gì anh chứng minh. Anh là Phi Thoảng thì anh muốn gì em cũng chiều hết. Trời ơi, bà chủ cũng chiều hết. Trời ơi, Thoảng ơi, tiền vô Phi Thoảng ơi. Bà chủ nói thiệt. Tôi nói thiệt, không bao giờ gạt nếu anh là Phi Thoảng. Con trần trời gì nữa, tiền vô. Nhớ bè bạn nghe. Mày gặp dịp may rồi đó trời. Tôi vô cú này. Anh giúp tao, mày chứ. Anh đỡ lắm. Rồi bây giờ. Bây giờ bắt đầu biểu diễn phải không? Tôi biểu diễn cái gì? Những cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ. Thấy không? Để cho bà chủ thấy. Thấy có phải Phi Thoảng không phải không? Là trước tiên là tôi ăn ốc gạo. Rồi. Ốc gạo tưởng tượng. Có anh chén nước mắm tỏi ớt ngon lành. Rồi. Sệt sệt thôi. Sệt rồi. Nè, ốc gạo nghe. Ốc gạo cái bè. Rồi. Nè, nó vàng khè, ngon lắm, mập lắm. Ngon quá rồi. Nè. Trời, con lớn quá. Gạ cái đầu. Đó là chơi xin đó. Cái xin cái đôi. Chấm. Trời ơi, đã. Thấy cho tao con mày. Ăn tưởng tượng mà xin cái gì? Tao cũng xin tưởng tượng vậy. Trời ơi, đã quá. Thoảng cho em con. Cho em con Thoảng. Quẹt như quẹt vậy. Rồi đó cái này, sao? Cái này ốc thúi. Đúng rồi, thúi. Thúi. Ê, không đưa mày cho tao mày. Trời ơi. Ăn tưởng tượng mà cũng lộn nữa. Lộn tưởng tượng. Đó là ăn ốc đó đạo. Dạ. Bây giờ gì? Ăn xoài tưởng chua. Đâu rồi mày chơi. Đây nè, xoài tưởng chua nè. Cắt nè. Đó. Cắt ha. Cắt mỏng mỏng. Chấm muối ăn. Đó. Trời ơi. Mày đừng ăn trước mặt mấy cha thổ kèn coi. Xoài tưởng đâu mua chua lắm. Đó bà chủ chứng minh, nó chứng minh vậy nó gần đúng chưa? Gần đúng Phi Thoảng chưa? Rồi gì nữa? Rồi xoài tưởng rồi. Bây giờ tới. Tới cái gì? Hột vịt lộn. Trời đất ơi, mẹ mày tính tạm tới sáng này sao đây? Nóng quá, nóng quá. Lấy cái kia ta chứng minh. Lấy ngăn. Rồi có. Răng luôn muối tiêu. Rồi. Cũng ăn nữa. Trời ơi. Dục lưỡi. Trời ơi. Được không? Thấy được không? Đó, được chưa? Giống như Phi Thoảng chưa bà chủ? Giống rồi. Rồi, đã quá. Nóng quá. Nóng quá. Rồi. Hay quá. Miếng răm răm. Để vô. Cái này. Được chưa? Rồi xong chưa? Đúng bà chủ chị nhận nó làm cái đó đúng Phi Thoảng không? Đó, bây giờ ta kẹo kéo nè. Ăn kẹo kéo nè. Mày kéo sao mà tới 3 giờ nó kéo này. Kéo nghe. Ăn kẹo kéo nè. Tao cho mày kéo hoài. Rồi kéo. Anh này anh muốn có khách thì anh phải rau. Rau. Vừa rau vừa kéo. Kéo. Càng dài càng dẻo càng dai. Ông nào con mắt kẹm nhẹm kèm nhầm anh phải kẹo kéo nó sáng như đèn chơi. Bà nào gầy yếu ốm mòn anh phải kẹo kéo nó sáng như đèn chơi. Bà nào mập ú tù lu anh phải kẹo kéo nó ù như cái lu. Mày nói bây giờ chạm tự ái mày, vợ tao mập lắm mày. Đem mày mập ra chi? Giống Phi Thoảng chưa? Tôi làm như vậy rồi chứng tỏ là Phi Thoảng đúng không? Anh Thoảng,
Anh có biết không, em là một khán giả đã từng yêu mến, ấp ủ tình cảm của anh từ trước tới nay. Trời ơi, anh yêu quá, cảm ơn. Hình bóng của anh lúc nào cũng ở trong tim em. Cảm ơn bà chủ. Từ khi em đi sang Mỹ, em trở thành một bà chủ tiệm phở. Biết bao nhiêu người đàn ông yêu em, nhưng em không hề quên được anh. Tao yêu quá, cũng bỏ tao đó. Em ước mong chỉ có một ngày được gặp anh. Cuối cùng em đã gặp được anh. Anh Thọ ơi, em ước mong được ôm anh trong vòng tay của em. Anh Thọ. Bà chủ ơi. Bà chủ à. Anh Thọ. Em đi nè anh Thọ. Trời ơi. Bà chủ à. Sao mà. Đừng kêu anh bằng bà chủ. Anh Thọ kêu anh bằng em đi. Cho nó ngọt ngào. Em. Hay là mình. Mình ơi. Bà chủ cho phép. Dạ tôi cho phép. À. Vậy thì tôi kêu bằng em. Dạ. Thưa thật. Với em. Em có lòng thương anh, mến anh từ bấy lâu nay. Làm anh xúc động quá. Xúc động. Anh là con người, chứ có phải trái tim gỗ đá đâu. Mà không biết rung động. Nhưng mà tình yêu nó xuất phát từ con tim. Đúng rồi, từ con tim. Hiện giờ con tim bà chủ của em rồi. Đang rỉ máu. Còn con tim của tôi anh Bảy à. Sao? Nó đang xào xáo. Xào xáo. Mà tình yêu thì không bao giờ dám nói láo. Phải nói bằng thơ đó. Do đó tình yêu không nên nói hoa, mà nên luôn luôn thật thà. Em nói láo thì em màu nhà, anh nói lâu thì mặt anh văng ra. Thế giới lòng hai đứa không rời xa, mắng la không dần vẫn luôn tới gần. Yêu nhau thì yêu mãi mãi, quyền ngày xin chớ lơm bay. Yêu nhau thì yêu mãi mãi, quyền ngày xin chớ lơm bay. Đúng không? Hay. Như vậy thì mình phải ăn mừng. Ăn mừng. Đúng. Mình phải ăn mừng. Em phải ăn mừng. Em xin uống với anh Thòn của em. Cái vụ ít ô. Xin mời anh Thòn của em uống một ly. Trời ơi, tôi chưa uống rượu mà tôi đã say rồi. Trời. Cảm ơn em. Bà chủ không cho tôi biết bà chủ. Trời ơi, đợi lòng lòng. Chờ chút. Chờ chút. Lát trời ơi. Có rượu là phải có đồ nhắm. Đúng. Phải gì không? À. Vậy thì. Kể từ giờ phút này, em xin tuyên bố anh Phi Thòn của em là ông chủ tiệm phở. Còn em là bà chủ. Hân hạnh, hân hạnh. Như vậy là xong rồi phải không? Xong rồi. Tất cả mọi việc bà chủ xí xóa. Xí xóa, đúng rồi. Được quá rồi. Bây giờ anh phải đi kiếm đồ nhắm. Rồi, đi đi. Có rượu là phải có đồ nhắm. Rồi. Bồi. Ủa, bồi đâu? Bồi là anh chứ còn ai nữa. Hả? Mày kêu tao mà bồi hả Thòn? Không có kêu Thòn này Thòn nọ nghe. Chứ sao? Không có mày này mày nọ nghe. Trời ơi. Tôi là ông chủ rồi. Đúng. Chứ kể từ giờ phút này anh phải gọi tôi là tỷ phú Phi Thòn. Đúng. Trời ơi. Như vậy là cái thằng này nó giàu đổi bạn sang đổi vợ rồi. Giàu đổi bạn.